Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016, vừa qua, Đoàn Công tác Bộ Công Thương gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, Công đoàn ngành Công Thương và các cơ quan trực thuộc đã tới thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, Bắc Giang và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng và biết ơn những đóng góp xương máu của biết bao chiến sĩ với Tổ quốc, hàng năm vào dịp này, Bộ Công Thương lại tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi động viên những thương bệnh binh trên cả nước. Những người đã hy sinh một phần máu thịt của mình, góp phần đem lại độc lập, hòa bình và tự do cho dân tộc. Tại các trung tâm điều dưỡng này, lãnh đạo Bộ Công Thương mong muốn gửi gắm những tình cảm của cán bộ, công nhân viên ngành công thương tới các thương bệnh binh, hy vọng sẽ phần nào làm vơi đi những mất mát to lớn mà các thương bệnh binh đã và đang phải gánh chịu. Ngành công thương sẽ cùng các ngành, các cấp và toàn xã hội làm tốt hơn nữa chính sách chăm lo cho người có công và mong rằng các thương bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn, sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho xã hội và đất nước với tinh thần thương binh tàn mà không phế.